Chúng ta tiếp tục với cái phần cập nhật phiếu nhập mua hàng hóa nguyên vật liệu, mua dịch vụ, mua công cụ dụng cụ. Ở đây chúng ta sẽ chọn dữ liệu kế toán. Sau khi chúng ta vào rồi ấy, thì chúng ta sẽ vào phần mua hàng. Ở đây các bạn nhìn thấy cái phần mua hàng thì có cái hai cái mục mà các bạn hay sử dụng, đấy là phần mua hàng và phần mua dịch vụ. Cái này tôi ví dụ cho các bạn là nhá, cái mua hàng hóa là cái mua mà hàng hóa đưa vào nhập kho, ví dụ nguyên vật liệu đưa vào tính của kho cụ thể. Còn cái mua dịch vụ là ví dụ như các bạn trả tiền điện sản xuất chẳng hạn, đấy nó là cái một cái dịch vụ. Rồi thanh toán tiền điện thoại, rồi là những cái gì mà các bạn theo dõi qua công nợ mà không đưa vào trong cái mua hàng mà các bạn theo dõi, chỉ cần theo dõi giá trị bằng tiền thì chúng ta ở đây. Và cái mục mua hàng nữa là cái mua cái trường hợp mua hàng hàng về trước hóa đơn về sau là cái phần nhận hóa đơn. Cái phần nhận hóa đơn này thì các bạn biết là cũng khá quan trọng. Tức là khi mà chúng ta nhận hàng về thì cũng nhận hàng về nhưng mà chưa nhận được hóa đơn thì chúng ta vẫn làm nhập kho. Sau đấy chúng ta sẽ làm cái nhận hóa đơn sau. Bây giờ chúng tôi sẽ là vào cái phần nhập mua hàng nhé. Các bạn vào mua hàng này. Chúng ta chọn thêm mới. Rồi, chúng ta mua đầu tiên là chúng ta cái dễ nhất là chúng ta mua nguyên vật liệu đúng không? Cái rõ ràng nhất là chúng ta sẽ phải mua nguyên vật liệu. Thì trên cái phiếu nhập mua hàng ấy thì nó có cả cái trường hợp như là chưa thanh toán và tiền mặt. Chưa thanh toán và tiền mặt. Thì các bạn biết là trường hợp chưa thanh toán là có nghĩa là chúng ta đưa qua công nợ. Còn cái trường hợp tiền mặt ấy là chúng ta thanh toán phiếu chi luôn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nhá, ví dụ như ở bên dưới cái phần này này có cái chữ MM này. Để chúng ta kích vào đây. Thì cái phần phiếu chi nó sẽ hiện lên, đồng thời phiền người nhận tiền nó sẽ hiện lên. Nhưng mà ở đây khi chúng ta chọn chưa thanh toán thì nó sẽ ẩn đi, có nghĩa là đưa qua công nợ. Đây, tất nhiên là khi các bạn chọn tiền mặt ấy thì phần mềm sẽ tự động lập luôn phiếu chi mà các bạn không phải nhập lập sang bên phiếu chi tiền mặt để lập phiếu chi một lần nữa. Ở đây chúng ta chọn công ty cung cấp dịch vụ nguyên vật liệu. Ở đây chúng ta diễn giải nội dung là nhập mua nguyên vật liệu cho công trình 1. Rồi. Ở đây các bạn lưu ý này. Có cái nút là cái nút chọn từ đơn mua hàng, có nghĩa là ở trong cái trường hợp mà chúng ta có đơn đặt hàng. Chúng ta đặt công ty này mua và chúng ta theo dõi cái đơn đặt thì đã được mua về hay chưa ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái đơn đặt hàng. Còn không bình thường chúng ta mua về nhận thì chúng ta cứ làm bình thường thôi. Rồi, ở đây chúng ta chọn mã hàng. Đầu tiên chúng ta chọn, ví dụ chúng ta mua đá 12, chúng ta nhập cho công trình 1 tài khoản. Các bạn nhìn thấy nó mặc định nhá. Các bạn nhìn thấy cái tài khoản 331 này này, các bạn nhìn thấy này. Thấy chưa? Nó tự động nó đổi sang 131. Rồi, ở đây chúng ta chọn lại tài khoản này. Cái này là cái tài khoản mà chúng ta đặt mặc định ở trong cái phần khai báo tài khoản ngầm định. Ở đây ví dụ chúng ta mua 100 khối, đơn giá là 150.000 một khối. Ở đây là 15 triệu đúng không? Sau khi chọn ở đây rồi, chúng ta chọn luôn là đối tượng tập hợp chi phí. Cái việc chúng ta chọn ở đây ấy, là mục đích đối tượng tập hợp chi phí này làm gì? Là để khi chúng ta chạy sang cái phần phiếu xuất mà chúng ta chọn chức năng xuất luôn ấy, là nó bê nguyên phiếu nhập ra, thì nó bê nguyên phiếu nhập sang thì các bạn không phải chọn lại những cái này, vì chúng ta phần nhập chúng ta đã làm chính xác rồi. Ở đây chúng ta chọn luôn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đấy, cụ thể được chưa, hóa đơn này. Thì khi các bạn chọn một mặt hàng nhé, ở đây chúng ta chọn thêm một cái nữa, ví dụ ở đây ta lấy 50 khối
145.000. Đấy, mọi thông tin đều được điền sẵn từ trên xuống. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, ở đây thuế 10%. Các bạn lưu ý này, cái phần thuế này thì nó sẽ tính cho từng loại hàng, nhưng mà trong trường hợp mà khi mà cái thuế giá trị gia tăng mà có những đơn vị họ viết bị lẻ hoặc làm tròn số ấy, thì chúng ta sẽ sửa tiền thuế vào cái chứng từ cuối cùng này, cái dòng cuối cùng, cái vật tư cuối cùng. Ví dụ như tổng ở đây là 2.225.000, nhưng mà nó không phải là 25.000 mà 26.000, thì chúng ta sửa lại đây thành 26 này, sửa ở cái phiếu, ở cái dòng vật tư cuối cùng. Đấy, chúng ta chọn loại hóa đơn này, ở đây chúng ta chọn số hóa đơn này, tất cả mọi cái đều giống nhau nhá. Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy này, ở đây chúng ta đánh bên trên, chúng ta chỉ ấn giữ phím Ctrl, ấn M thì nó sẽ di chuyển xuống. Tất cả những cái này đều là thông tin là cùng một hóa đơn, chúng ta để nguyên. Rồi, ở đây rồi, như vậy là đã xong cái phần kê khai thuế. Bây giờ còn đến cái phần chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển có nghĩa là trong có hai trường hợp, chúng ta đồng thời thuê luôn cái công ty này làm công ty vận chuyển hàng hóa cho mình, và chúng ta phải trả chi phí vận chuyển, và đồng thời ấy, thì họ cũng viết cho mình một cái hóa đơn, hoặc là họ viết luôn trong cái hóa đơn cho mình. Thì ở đây cái phần chi phí này chính là phần chi phí vận chuyển. Ví dụ như cái công vận chuyển cái này là hết 2 triệu, thì về nguyên tắc là cái chi phí này sẽ được bổ sung vào trong cái giá trị hàng nhập kho. Chúng ta chọn phân bổ chi phí, lúc đấy phần mềm sẽ hiện ra một cái thông báo, bạn có muốn tạo chứng từ chung để hạch toán khoản chi phí này không. Có nghĩa là các bạn hiểu đơn giản này này, trong cái phần chi phí chúng ta nhập vào cái, ở trong cái phiếu nhập này thì chỉ có cái phần chi phí là nó đưa vào kho để theo dõi thôi, chứ nó không hạch toán ở đây. Ở đây nó không hạch toán, nó chỉ hạch toán vào 331 cái khoản tiền hàng và thuế giá trị gia tăng thôi. Còn cái phần chi phí này ở đây chỉ có tác dụng là đưa vào kho cùng với giá vốn để nó theo dõi cái vật tư này. Sau đây chúng ta kê tiếp cái này, chúng ta chọn có thì nó sẽ tạo ra một cái chứng từ chung, nó hạch toán đúng như tài khoản như này. Ở đây các bạn lưu ý này, cái phần thuế nó tự bê hết thông tin sang nhá, bạn nhìn thấy không, được chưa, bê hết thông tin sang, chỉ có mỗi một cái thông tin nữa là chúng ta này, đối tượng nợ và đối tượng có này đều là công ty này hết. Ví dụ công ty này vẫn là công ty vận chuyển cho mình luôn, thì chúng ta đối tượng hạch toán ở đây chúng ta chọn luôn công ty này, thì cái phần công nợ về phần chi phí vận chuyển này 2.2 triệu này nó sẽ đưa vào bên cái phần hạch toán chung với cả cái công nợ của thằng đối tượng số 2 này cung cấp nguyên liệu cho mình. Trong trường hợp là đối tượng khác vận chuyển thì các bạn chỉ cần đổi đối tượng hạch toán ở đây là công ty khác, thì cái phần thuế này nó sẽ hạch toán đây, cái đối tượng này, đối tượng nợ, đối tượng có này. Đây, chúng ta đổi đơn vị khác vận chuyển, chúng ta theo dõi công nợ cho đơn vị khác ở đây. Rồi, các bạn nhìn thấy này, khoản mục phí chi phí này, đối tượng và chi phí đã được điền đầy đủ rồi. Chúng ta chọn lưu. Rồi, ở đây như thế là xong cái phiếu nhập mua hàng, chúng ta chọn lưu lại này. Rồi, tiếp theo nhé, tiếp theo tôi muốn làm cho các bạn một cái phiếu là phiếu mua nhập khẩu nguyên vật liệu, tất nhiên là từ nước ngoài. Chúng ta vẫn chọn này, ví dụ bây giờ tôi ví dụ cái ông này là ông của nước ngoài đi, công ty NVL này của nước ngoài đi, chúng ta chọn hàng mua nhập khẩu này. Đấy, chúng ta tích vào là mua hàng nhập khẩu, được chưa.
Rồi, sau khi các bạn chọn hàng mua nhập khẩu ấy thì ở đây chúng ta mua nhập khẩu cho công trình 2. Một cái loại đấy, ở đây là 0601 đi. Chúng ta chọn ở đây là tiền đô nhá, nhập khẩu thì nó là tiền đô là đương nhiên rồi. Ví dụ như ở đây là tỷ giá đô là 20.000 đi. Mã hàng này, các bạn nhìn thấy này. Phụ gia bê tông, mua phụ gia bê tông có vẻ nó hợp lý đúng không? Cái này là về kho công ty, cái này không có cụ thể vì nó dùng như nhiều công ty. Nó xuất dần dần, nó không cụ thể công trình nào cả. Ở đây chúng ta ví dụ mua 50 kg, 500 kg. Đơn giá ở đây là ví dụ như là mỗi 1 ký là 10 đô chẳng hạn. Đấy, thì tiền quy đổi ra nó sẽ là 100 triệu, đúng không? Bạn nhìn thấy chưa? Ở đây chúng ta cũng không chọn là khoản mục chi phí hay là đối tượng tổ hợp chi phí gì hết vì chúng ta chưa hạch toán đến tài khoản 154. Sau đó phần hóa đơn, các bạn nhìn thấy này. Hóa đơn là 10% tương đương với tiền quy đổi tài khoản thuế giá trị gia tăng là tài khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Loại hóa đơn đây. Số hóa đơn này là số tờ khai các bạn nhé. Số tờ khai hải quan nhé. Bây giờ đến cái phần chi phí. Cái chi phí thuế thu nhập, cái chi phí tính thuế nhập khẩu ấy. Ở đây chúng ta vì liên quan đến các cái chi phí khác nữa để nó cộng lại, đồng thời cái việc là cộng lại nó phân bổ vào ấy thì chúng ta nhập ở đây là tiền Việt. Ví dụ chi phí thuế nhập khẩu thì các bạn biết là ở đây là tiền hàng là bao nhiêu, 100 triệu. Ví dụ chi phí thuế nhập khẩu ở đây là chi phí tính thuế là 90 triệu. Rồi, ở đây chi phí trong nước vận chuyển là hết 5 triệu. Rồi, chúng ta chọn phân bổ này. Bây giờ ở đây ấy, thì phần mềm cũng sẽ hỏi là có tạo một cái chứng từ chung để hạch toán khoản chi phí mua hàng này không? Đương nhiên là chúng ta sẽ hạch toán cái khoản 5 triệu chi phí mua hàng này và 90 triệu này. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây, toàn bộ đây, thuế giá trị gia tăng đây. Đấy. Cái phần chi phí, gánh thuế rõ ràng ở đây. Số tiền là 250 đô, quy đổi ra là 5 triệu lưu. Tài khoản thuế có chi tiết theo đối tượng. Chưa nhập đối tượng hạch toán. Rồi, ở đây thì cứ cho là thế này đi. Đúng không? Các bạn nhìn trên cái phí là các bạn biết. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó quy ra là 250 đô này, chi phí quy đổi này. Thuế chi phí để tính thuế nhập khẩu là 4.500 đô. Thế nhưng mà ở đây các bạn có thể ấy, các bạn có thể sửa lại nếu mà không đúng nha. Ở đây ví dụ 4.499 nhá. Rồi, thuế nhập khẩu ở đây là 15%. Thì các bạn nhìn này, thấy chưa? Các bạn lưu ý này. Cái tài khoản thuế nhập khẩu này ấy, là tài khoản 333. Ở đây chúng ta chỉ cần chọn là tài khoản 333 thôi, còn cái phần thuế nhập khẩu này nó đưa vào trong giá vốn hàng nhập kho thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nợ tài khoản này và có cho tài khoản 333 này. Đấy, đồng thời tài khoản đối ứng với tài khoản thuế giá trị gia tăng thì các bạn biết là các bạn có thể hạch toán vào 331 tùy từng đơn vị, nhưng về cơ bản là nó được đối trừ thuế đầu vào. Ở đây các bạn, như vậy là các bạn đã lập xong cái chứng từ của phiếu nhập khẩu. Bây giờ chúng tôi sẽ lập một cái chứng từ tiếp là mua nguyên vật liệu tiếp. À, nhưng mà trường hợp này chúng ta mua lại chưa nhận hóa đơn. Công trình 3 chưa nhận hóa đơn nhá. Ở đây ví dụ như là mùng 10/01 chưa nhận hóa đơn này. Chúng ta bỏ này, đã nhận hóa đơn này. Rồi, chúng ta mua cát xây dựng. Để công trình số 3. Số lượng là 600 khối với đơn giá là 250.000 một khối. Rồi, 150 triệu.
Rồi, đối tượng tổ hợp chi phí là công trình 3, khoản mục chi phí là nguyên vật liệu. Trực tiếp. Ở đây phần hóa đơn như sau. Các bạn nhìn thấy này, thuế 10%, vẫn phải thuế 10%. Loại hóa đơn, số hóa đơn chưa có. Các bạn nhìn thấy không? Tất cả thông tin này chưa có. Các bạn nhìn thấy. Ok chưa? Chúng ta chọn lưu. Rồi. Bây giờ ấy, trường hợp đây là ngày mùng 10 tháng 1 chúng ta nhập hàng về. Đương nhiên là giá cả nó phải có theo hợp đồng rõ ràng các bạn nhá. Các ông xuất hóa đơn mà xuất sai theo giá trong hợp đồng như các bạn nhập ở đây là các bạn trả hóa đơn nhập lại lấy lại nhá. Lại hóa đơn khác. Bây giờ chúng ta nhìn thấy này. Cái trạng thái của cái phiếu nhập này là nó chưa chưa nhận hóa đơn. Nên là chúng ta chọn đóng ngày mùng 10 tháng 1 này. Đến ngày 20 tháng 1 chúng ta nhận được hóa đơn, chúng ta vào nghiệp vụ này, mua hàng này, nhận hóa đơn này. Ở đây chúng ta chọn là chúng ta nhận được hóa đơn công ty nào, chúng ta nhận được hóa đơn của công ty cung cấp nguyên vật liệu, chúng ta lấy dữ liệu đây, chúng ta chọn. Đây. Nó sẽ hiện ra ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta chọn tích vào. Rồi, chúng ta đánh vào. Đấy. Ngày hạch toán thuế là 20/01, ngày hóa đơn 20/01. Đấy. Nhóm hàng hóa dịch vụ, diễn giải thuế, loại hóa đơn, chứng từ. Rồi, chúng ta đồng ý. Chứng từ mua hàng đã cập nhật được thông tin hóa đơn. Chúng ta chọn đóng. Thì các bạn nhìn thấy này. Các bạn quay lại cái phiếu nhập ngày mùng 10. Chúng ta mở ra xem nhé. Phần hóa đơn này, các bạn nhìn thấy đã được cập nhật vào chưa? Đấy, đã được bổ sung vào rồi nhá. Rồi. Đấy, ở đây chúng ta khi nhập thì chúng ta chọn luôn đối tượng thuế đúng không? Để sau nó lên bảng kê nữa. Rồi. Cái phiếu này nó cũng đã chuyển sang trạng thái đã nhận hóa đơn. Các bạn nhìn thấy là ngày toán này, hóa đơn nhập thì mùng 10 nhưng mà ngày hóa đơn với ngày toán là 20. Ví dụ thế. Đấy là toàn bộ cái phần về nhập mua hàng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phần là mua dịch vụ. Ví dụ chúng ta thanh toán cái khoản tiền tiền điện sản xuất, chúng ta chọn mua dịch vụ, chúng ta mua mới khai báo này thêm này. Đây này. Công ty điện lực. Ví dụ thế, đúng không? Rồi, đối tượng là công ty điện lực, chúng ta thanh toán tiền điện này. Thanh toán tiền điện phục vụ sản xuất thi công công trình. Cái khoản này thì đưa vào 154 nhưng mà chả cụ thể công trình nào nên chúng ta vẫn cứ phải ngày 29 à 28 tháng 2. Được chưa? Mã dịch vụ ở đây chúng ta nhìn thấy không có, chúng ta cũng không khai báo ở trong đấy, chúng ta bỏ nó bằng cách này. Kích chuột phải vào cái ô này này. Cái ô này, cái vùng này này, chúng ta chọn ẩn hiện. Chúng ta bỏ cái cột mã dịch vụ đi. Đấy, thì các bạn chỉ cần này thanh toán tiền điện tháng 12, đó 12 đúng không? Ở đây chúng ta đưa vào 154. Số tiền ví dụ như 12 triệu. Thì các bạn lưu ý này. Ở đây chúng ta là biết là chi phí chung để phục vụ sản xuất chứ không cụ thể của công trình nào cả. Chúng ta sau này chúng ta phân bổ, chúng ta bỏ trống mã đối tượng tổng hợp chi phí nhá. Đây chúng ta chọn tiếp hóa đơn. Tiền này, loại hóa đơn, số hóa đơn. Ngày hóa đơn thôi, như thế đúng không? Hàng hóa dịch vụ, công ty điện lực. Đấy, như vậy là xong cái phần dịch vụ. Cái phần này nó không theo dõi kho gì cả nhá, các bạn chỉ hạch toán qua công nợ, dùng để theo dõi công nợ thôi. Đấy là chúng ta đã làm xong cái phần nhập mua hàng. Tất nhiên ở đây có cái đơn đặt mua thì tôi có nói qua tí cho các bạn. Ví dụ chúng ta đặt mua hàng hóa của một đơn vị nào đấy, chúng ta thêm vào mới này. Rồi, ở đây chúng ta chọn đơn vị. Không? Chọn nhà cung cấp là ví dụ này, mua hàng gì, số lượng bao nhiêu, đơn giá thành tiền bao nhiêu, chúng ta đặt mua. Thế là chúng ta đặt mua theo theo cái gì đấy. Đấy, theo báo giá với gì đấy, nhưng mà về cơ bản chúng ta đặt mua ở đây. Thì sau khi chúng ta nhập ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần
nhập số liệu thì chúng ta sẽ có cái phần là mua hàng từ đơn đặt hàng. Cái phần trả nhà cung cấp này thì nó cũng giống như cái phiếu chi thôi, nhưng mà nó khác một cái là nó dùng để theo dõi theo cụ thể từng hóa đơn, tức là chi tiết công nợ phải trả theo từng phiếu, từng hóa đơn nha các bạn nha. Ở đây cái phần giảm giá, được giảm giá, phần trả lại hàng đấy. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần nhập mua, xong cái phần nhập mua thì các bạn sẽ hiểu là các bạn xong cái phần nhập mua ấy thì các bạn sẽ có được cái phần xuất 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 hàng hóa, xuất nguyên vật liệu để phục vụ thi công trình. Xuất nguyên vật liệu thi công trình thì chúng ta sẽ làm riêng một cái video để cho các bạn có thể theo dõi nó rõ ràng hơn. Bây giờ chúng tôi kết thúc video này ở đây và xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy hữu ích, các bạn like và theo dõi trang để xem tiếp những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.